Xin chào quý vị và các bạn. Trong đêm nay và ngày mai, thời tiết khu vực Bắc Bộ tiếp tục duy trì trạng thái nhiều mây về đêm và sáng. Mức nhiệt thấp nhất là từ 23 cho tới 26 độ. Còn ban ngày trưa chiều trời có nắng với mức nhiệt cao nhất là từ 30 đến 33 độ, có nơi cao hơn. Sau đó từ khoảng ngày 29 tháng 9, do ảnh hưởng của hội tụ gió trên cao nên khu vực có thể xuất hiện mưa rào và dông. Cùng với đó, từ đêm ngày 30 tháng 9 sang ngày đầu tiên của tháng 10, Bắc Bộ sẽ chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh tràn xuống. Vừa có không khí lạnh, vừa có hội tụ gió, khiến cho nền nhiệt giảm hẳn. Với Trung Bộ, khối không khí lạnh cũng tác động xuống tới Bắc Trung Bộ trong khoảng đêm ngày 30 tháng 9 đến ngày 1 tháng 10, gây mưa dông đi kèm với gió giật và sấm sét. Vùng mưa sau đó còn lan xuống cả khu vực Trung Trung Bộ. Trước khi có mưa trong 2 ngày tới, khu vực Trung Bộ tiếp tục duy trì trạng thái tạnh giáo, có nắng, với mức nhiệt cao nhất trên khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế ở khoảng 31 đến 34 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, mức nhiệt là từ 30 đến 33 độ, có mưa dông rải rác về chiều tối. Ở phía Nam, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trong 3 ngày tới tiếp tục có mưa rào và dông rải rác vào chiều tối. Và ban ngày trời vẫn có nắng, nhiệt độ ban trưa phổ biến ở mức từ 29 đến 32 độ tại khu vực Tây Nguyên và khoảng 30 đến 33 độ tại các tỉnh thành Nam Bộ. Trên biển, trên khu vực Bắc và giữa Biển Đông bao gồm cả vùng biển huyện đảo Hoàng Sa, thịnh hành gió Đông đến Đông Nam và hoạt động với cường độ yếu, tầm nhìn xa trên 10 km. Khu vực Nam Biển Đông bao gồm cả vùng biển huyện đảo Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, cần đề phòng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh trong cơn dông. Bản tin thời tiết cuối ngày 27 tháng 9 xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!